Đấu trường ngôi sao sẽ tiếp tục mở cánh cửa, dẫn khán giả đến với những bản tình ca với thật nhiều cung bậc cảm xúc. Từ những tình huống bất hủ đi cùng năm tháng, đến những ca khúc tràn đầy hơi thở của những người trẻ hôm nay. Tất cả sẽ được ba ca sĩ đội trưởng Quang Hà, Giang Hồng Ngọc và Quyên Vũ cùng những khách mời mang đến. Tình mình khuất lớp sao màn đêm như nỗi lòng anh, chắc chưa lâu nay em đâu nào hay biết. Em muốn em bạn ấy cho nó nhẹ nhàng lại. Với cái bản phối này mà Hà bắt bạn ấy phải hát tình cảm, nó không ăn nhập vô nhà. Đấu trường ngôi sao, chủ đề tình ca cho nhau, được phát sóng vào lúc 21 giờ thứ năm ngày 22 tháng 10 năm 2020 trên truyền hình Vĩnh Long 1 và phát lại vào lúc 13 giờ thứ 6 ngày 23 tháng 10 năm 2020 trên truyền hình Vĩnh Long 2.